Vâng, em chào quý anh chị và tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái mẫu khung mà bên mình đang thi công, đã xong phần khung rồi nhé. Hiện tại thì đến ngày hôm nay là đã xong hết rồi, chỉ đợi ngày đổ sàn thôi mọi người ạ. Thì thực ra cái nhà này là phải xem ngày đổ sàn, nên chắc là bên mình sẽ không đợi được, nên khả năng mai là mình sẽ về thôi. Đây, như mọi người nhìn thấy nha, mẫu nhà này mẫu nhà một gian hai trái này. Mẫu nhà một gian hai trái, 16 cái cột và 4 cây cột ra phía trái bên kia, gọi là bếp đi, nhưng mà cột. Và bên trái bên này có hai cây cột, là sau sẽ xây một cái tum ở trái bên này, là có làm ra 1 mét thôi, là làm qua bên dưới 7, thế xây một cái tum gọi là cái cổng vào ấy. Cổng vào của nhà ấy. Thì đấy là ở bên dưới mái 7 hết nhé, mưa sẽ không vào được, nhìn từ ngoài vào gọi là một cái tum. Còn hình thức nhà này là nhà vuông hết, cột vuông, xà vuông, chỉ có đúng 7 lục lăng thôi. Và những cái đầu nghé thì gọi là đúng ra không làm hoa, nhưng mà trong quá trình làm thì nó hơi khó tí, nên là bên mình vẫn quyết định dùng cái hoa văn mà mình có khuôn sắn đi. Còn thực ra mình làm mới thì cũng khá lâu cái đầu nghé. Còn chiều cao của nhà này là từ cốt lên đến dầm kia 3m2 nhé, ở phía trên cũng 3m2, chiều cao khá lý tưởng. Và nhà này sẽ xây phòng ở dưới, ở trên có xây nhưng mà hai buồng thôi, và chủ yếu tập trung ở tầng dưới. Đây, như bên trái bên này là có cái tum này. Tại là bây giờ là làm hai cái cột ra này để sau xây một cái tum cổng vào qua cái gian này, qua bên lòng này. Vuông hết nhé, cột vuông, xà vuông và kèo vuông. Nhà này là mẫu nhà kèo chấm 7. Diện tích mặt sàn của nhà này 130m2, tính cả ra tum này nó tổng rơi vào tầm độ mình cứ cho khoảng gần 140m2 đi. Ở bên trái chính nhé, và trái phụ bên kia lát nữa mình sẽ sang cho mọi người nhìn. Nhà này vừa hôm nay ghép sàn xong, thì hôm nay anh em nghỉ đợi ngày để đổ sàn. Thì thực ra là cái đổ sàn này là do quan niệm của từng nhà, từng người thôi. Có gia đình thì không cần được, làm nhà làm cửa ta chỉ cần ngày động thổ đất thôi, với cái ngày đổ cái nóc là được rồi, ok lắm rồi. Nhưng mà có nhà là không, có nhà quan niệm rồi, ngày đổ sàn này cái nóc không nói rồi, động thổ cũng không nói rồi. Ngày đổ sàn này xuống móng chứ, động thổ với xuống móng nó một nhé. Còn cầu thang thì lên qua cái gian nách bên này đấy. Đấy, nhà này sẽ tận dụng ở tầng dưới nên làm cầu thang đi qua trong nhà. Đấy, cầu thang sẽ gian trái bên nách nhé, cầu thang bên nách nhầm, cầu thang sẽ vào qua cái gian chính ấy, nhưng mà lên qua nách. Cầu thang chỗ nghỉ này. Về bên trái phía sau này
Bên này thì có làm ra bên trái này là 3 mét nữa. Làm một cái sân. Trước mắt gọi là một cái sân, sau xây công trình phụ trước gì đấy cũng được. Và còn đùa ra 1 mét dưới. Sau sẽ xây bếp lò ở dưới lên. Nói chung bản thiết kế này khá là hay. Và nhà chủ có gọi đua sắt ra, trường ra để sau để làm ra phía sau nữa. Ô xây nhà tắm vệ sinh. Và bên đây phía trái ở đằng sau này. Một hàng cột cột nhé. Phía này. Nhà khá rộng luôn. Có đùa là 1,5 mét này. Để sau sẽ làm mái trên, và bên dưới này sẽ xây một cái bếp lò dưới lên. Đây này, một dàn hai trái nhé, cộng cả cái hàng cụt này là 5 vị cột, 4 hàng chân. Nhà này ghép sàn thì vừa ván hết, do nhu cầu trên này là không có tôn, mà hơn nữa thuê tôn quá đắt nên nhà chủ quyết định tự lấy ván về xẻ và tự ghép sàn. Để sau tận dụng cái ván này, một là mình dùng, hai là mình bán đi đấy tùy. Nói chung là ván gia đình có, còn nếu mà để mua ván về mà ghép sàn cũng không phải ít tiền đâu. Như nhà này mà hiện tại như nhà này là ghép sàn là hết 7-8 khối ván, nên mang ván đi ghép sàn. Đấy. Ván này xảy về là ghép vẫn chưa hết nhé, dư. Đây là toàn cảnh của ngôi nhà nhé. Đấy, có thang sẽ vào thẳng ở cái gian này, này. Nhưng ở phía nách bên kia. Đấy. Nhưng sau nhà chủ sẽ làm cổng đi qua cái tum đấy nhé. Đi vòng qua chỗ kia vào cái tum. Đây là cái thang lên nhà đây. Thang này thì có chống ị nhé. Cầu thang này là rộng 1 mét. Đây, hiện tại là bên mình đã đan sắt hết rồi. Chỉ đợi ngày kia là đổ sàn. Ngày 8 nhé, mới bắt đầu đổ sàn. Này sắt thép và chạy bằng phim 10 hết. Và cầu thang lên qua ô này này. Đấy. Ô này 3 mét nhé. Nách 3 mét. Lòng 3 mét dưới. Và gian cách gian. Gian chính cái gian chính cầu thang lên này thì 2 mét 8 thôi. Còn hai gian trái 3 mét rưỡi. Mỗi gian 3 mét rưỡi. Còn có cái gian mà hàng cột cụt ấy 3 mét. Và bên này có ghép ra trường là 1 mét. Là cái chỗ khoảng trống này là sẽ có thang tầng dưới. Bên này là có thang lên.
Khu này sẽ không ghép, chỉ ghép trộm ra đấy 1 mét thôi. Sắt theo đan hết rồi. Đợi ngày đục sàn nhé. Ở trên tùm này nó đủ mái này. Sau sẽ xây một cái tùm trên này. Rồi xây bên dưới bảy hết. Sau bảy lợp qua vào bên dưới này. Này sẽ xây lên, thế gọi cái cổng vào. Còn về phần mái trên này, xà kèo là đổ vuông hết, cột là vuông này. Nói chung nhà sàn mà làm đổ vuông này nó cũng hay một kiểu. Vuông cũng hay, mặt tròn nó hay. Mà theo ý kiến mình là làm tròn nó đẹp hơn. Cột tròn, cột tròn nó sẽ đẹp hơn là cột vuông. Còn sở thích của từng người thì cái đấy mình cũng không đánh giá được. Nhà này không trốn một cây xà nào nhé. Chiều cao từ sàn lên đến xà kia mình bảo 3m2. Mà xây phòng thì sau ốp lát không gian sử dụng vẫn còn khoảng 31. Nhà này là đổ sàn này là đổ không đổ liền khối nhé. Nếu mà thực chất nếu nhà đổ liền khối thì là nó khá là nhiều ván và cốt pha luôn. Vuông hết nhé. Hôm nay ghép cái nóc rồi, nhưng đến cái ngày đục sàn mới được ngày đục. Hôm nay là ngày nghỉ. Đợi ngày đục sàn thì anh em một cơ số là đi tìm rúi rồi. Ở đây là toàn là núi rừng thôi. Bên cao, sâu, xa đây. Nhiều rúi lắm. Nhưng mà không biết được con nào không. Thì xong công trình này mình sẽ chuyển đi công trình ở Bắc Giang nhé. Công trình Bắc Giang mình làm đấy là nhà khá rộng đấy. Nhà 26 cái cột. Bộ khung này thì là mẫu khung nhà một gian hai trái này. Hình thức là cột vuông, xà vuông, dầm vuông không nói, xà bảy kể vuông hít, bảy thì chạy đục lăn. Còn những thứ khác là kèo này, xà này, vuông hít nhé, và kèo vuông. Cái nóc vuông, nó chủ toàn chơi đồ vuông, không có đồ tròn. Hình thức nhà này không có một tí hoa văn nữa. Nhưng mọi người nhìn, vuông hết là vuông luôn. Ở cái mái trên này. Để cả trên cầu đầu thì nhé, nói là cầu đầu thôi nhưng mà thực chất là một cái cây xà mang lên đục vào đây gọi là vuông. Và nhà này không trốn một cái gì cả. Bình thường như những nhà khác là có nhà trốn sân lòng, trốn cột cái đấy, nhưng nhà này không trốn nha. Nhà
này đầy đủ hết, nhưng mà chỉ chơi đồ vuông thôi. Những cây trụ này cũng là vuông này, trụ khá là cao. Cây trụ của cầu đầu này, trụ sà cân này là 1m8 nhé, cao đến 1m8 luôn. Nhưng mà nhà này thì cái gian nách này là 3m cơ, và trong lòng này 4m. Và cái gian chính ấy là 2m8, và hai gian trái ở hai đầu là 3m rưỡi. Nên khoảng cách của cái trụ và cây cột cái cách nhau có được 50 phân, cách nhau có 50 phân, 50 phân tim, thì trong khoảng giữa nó còn khoảng 30 phân đấy, 30 phân. Thực ra là nếu mà mình không làm cái cây trụ ở cái cây cân ấy, thì là nó sẽ có vuông mái nhà, nên dù có giáp nhau thì trong nó vẫn phải làm cái trụ đấy thì nó mới bắt được mái nhà vuông. Đây trên kèo là kèo tuột luôn, kèo tuột xuống chấm 7 nhé. Hôm nay thì bên mình ghép sàn xong hết rồi, mà vẫn chưa được ngày đủ. Ngày 18 này mình bắt đầu đủ rồi. Và nhà này có thiết kế một cây cầu thang lên qua cái gian chính và lên nách luôn ở phía sau. Cầu thang có chỗ nghỉ nhé. Và đây là toàn cảnh ngôi nhà được quay từ phía sau đấy mọi người này. Đấy. Hôm nay thời tiết nắng rất đẹp luôn, nhưng mà anh em không có việc làm nữa, nghỉ thôi, nghỉ đợi đổ sàn nhé. Những lúc ngày mưa này là anh em vẫn phải làm, bởi vì là làm để kịp công trình tiếp theo. Nhưng mà khi làm xong rồi, gia đình là xem ngày đổ sàn nên lại đợi ngày đổ sàn, nên anh em lại có việc để làm. Đan hết sắt rồi, chỉ đợi ngày đổ sàn nhé. Và cầu thang có lên qua gian chính nhé, ô nách nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn thấy là cái ô nách này có một cầu thang lên, là cầu thang của chú nghỉ. Đấy, cầu thang rộng 1m. Cái ô này là có độ sàn 1m từ mép cột ra thôi, lại khoảng trống là anh lại cho cầu thang lên. Cái gian chính này là thường mình gọi là gian thờ. Cái gian đấy có rộng 2m8 thôi nhé. Còn hai gian trái ở hai đầu trái là đều rộng là 3m rưỡi. Và nách thì rộng 3m. Như mình bảo là cái ô nách cầu thang lên rộng 3m. Và trong lòng nhà là rộng 4m nhé. Rộng 4m đi nha các bác nhé. Ngày mình ghép cái nóc hết rồi, đợi ngày đổ thôi. Cột vuông này, xà vuông này, kèo vuông này, mẫu nhà đơn giản, kèo chấm 7, kèo chấm 7 nhé. Nếu còn đơn giản nữa nó kèo tuột, nhưng mà kèo chấm 7 nhìn nó còn đẹp hơn tí kèo tuột. Chiều cao của nhà này ấy, từ cái cốt không lên ấy, từ móng răng lên đến sàn ấy là 3m2 nhé, khá là cao luôn. Xây phòng thì thoáng mát luôn nhé. Và từ sàn sàn ở lên đến xà cũng là 3m2. Ở trên xây phòng dưới xây phòng là cao thoáng như nhau.
Từ trước đến bây giờ mình đi làm nhà ấy là mình mới gặp trường hợp là nhà này là đơn giản nhất đấy. Cột vuông, xà vuông, cầu đầu, gọi là cầu đầu thôi nhưng mà cũng đoạn xà vuông hết đấy. Đấy. Trong này thôi diện tích rộng 140 mét vuông thì không đơn giản đâu. Nhà cột ít nhưng mà mở cái gian lòng nó rộng. Nên là diện tích mặt sàn nó rộng thôi, thoáng nhà, nói chung là vậy. Rồi em cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi video của em. Bác nào có nhu cầu làm những mẫu nhà sàn như thế này cứ trực tiếp alo theo số điện thoại của em ở trên màn hình nhé.